Đối với những chàng trai đá bóng mà nói, cuộc sống cấp 3 bắt đầu là khi cùng với đàn anh lớp 11 thi đấu với đàn anh lớp 12. Cuộc sống cấp 3 kết thúc là khi lớp 12 thi đấu với lớp 11 và lớp 10. Và vị trí của bạn cũng không biết từ khi nào chuyển từ tiền đạo thành hậu vệ. Có thể bạn sẽ dùng động tác ăn mừng của Ronaldo để chào đón tương lai sau khi đã bước ra khỏi phòng thi. Có thể một ngày trước khi lên đại học bạn sẽ cùng bạn học và thầy giáo hãm một trận bóng dưới mưa, nói lời tạm biệt với mình của 3 năm trước. Khi còn học cấp 3 thì ngưỡng mộ sự tự do của đại học, nhưng sau khi lên đại học lại không thể cảm nhận được niềm vui đá bóng 10 phút mỗi tiết thể dục. Rõ ràng có rất nhiều thời gian để luyện tập kỹ năng chơi bóng, nhưng lại không thể đưa ra lựa chọn một trong hai giữa ăn cơm và đá bóng như trước kia nữa. Cho dù chẹo cả chân nhưng vẫn muốn lên sân tận hưởng cảm giác đã từng có thể cùng bạn cùng bàn thảo luận cả một tối về Champions League. Hầu hết các cuộc bàn luận giờ đây là về tình yêu và kiếm tiền. Cứ ngỡ bản thân vẫn còn là thiếu niên vì mỗi lần hẹn hò mà bỏ lỡ hàng loạt trận cầu kinh điển. Cho tới một ngày nào đó của nhiều năm sau, bạn trở thành một người trung niên quần áo chỉnh tề âm thầm lên đường bên xem đá bóng. Tình yêu đá bóng đồng trách khi xưa nay đã trở thành xa xỉ,